Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của vườn lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay thì mình cũng lên thăm vườn và đã đến thời điểm mà một trong số những loại kiếm bạch, <laughs> bạch ngọc mà mình hay gọi và có cái bông này nó có một cái đặc điểm đó là bông rất là to và nó cũng khá là dễ trồng so với tất cả khu vực uh, trên cả nước thì uh, cái kiếm bạch ngọc này nó có một cái đặc điểm đó là có những cái màu sắc hoa cũng khác nhau đấy. hôm nay thì uh, mình có một cái cái màu đó là màu trắng trắng gần như là trắng tinh luôn đấy. nó cũng rất là đẹp bên này thì uh, cái cây này nữa nó lại phớt hồng đấy thì uh, kiếm bạch ngọc thì nó có một cái đặc điểm là rất là chịu khó ra hoa hàng năm và đúng thời điểm. Thực tế như năm nay thì do khí hậu thời tiết nó cũng khác và năm nay là năm nhuận cho nên là cây nó cũng ra hoa sớm hơn so với thời điểm mọi năm. Mọi năm thì nó cứ vào gần gần Tết hoặc là đúng ngày Tết thì nó ra hoa, có bông sớm bông muộn. Về cái đặc điểm của cái cách trồng của cái cây kiếm bạch ngọc này nó cũng rất là giống với cái cái kiếm khác mà anh em thường trồng. Uh, nó cũng khá là dễ sống vì đủ độ ẩm đủ uh, ánh sáng thì cây nó sẽ phát triển tốt có rất nhiều anh em nói là không thành công nhưng mình thấy là nhiều người là trồng theo kiểu là nó bí quá nó sẽ không phát triển được bởi cái dễ bản chất của cái rễ của cái cây kiếm bạch ngọc này nó rất là to và khi nó to rồi mà nếu mà các bạn mà trồng cái phí chậu này mà nó nó bị, uh, bị 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 bí quá thì cây nó không thể thở được dễ không thể phát triển được. Đấy là một cái điều mà mình cảm thấy là sau những năm trồng vất vả để có được những cái kia chậu kiếm bạch ngọc khỏe và cho hoa đẹp như thế này thì nó là một trong những cái dòng mà uh, bình dân nhất và những anh em bất kể anh em nào khi mà nhìn thấy hoa thì có lẽ là cũng rất là mê. Uh, về những cái dòng thông thường thì nó không xuồng xã, không ồn ào uh, như trước đây vì trước đây thì có rất là nhiều loại và chúng ta cũng chỉ bỏ ra một cái số tiền rất là bình thường thì các bạn đã có một cái chậu kiếm rất là đẹp hoặc là một chậu bông một nhánh hoa một giò hoa lan rừng rất là đẹp nhưng bây giờ theo phong theo thu xu thế của thị trường cái người chơi nó cũng thay đổi khác nhau vì cái điều kiện kinh tế của chúng ta bắt đầu là phát triển lên rất là nhiều rồi thì bắt đầu là chơi những cái dòng mà cao cấp hơn với mình thì mình vẫn chơi những cái dòng bình thường nhất cho đến những cái dòng trung bình vì có cả va đột biến đấy nhưng mà cũng chỉ đủ tầm cái sức mà mình có thể chơi được thôi chứ mình chưa chơi cái dòng cao cấp lắm cho nên là vẫn chia sẻ cho anh em những cái dòng phong lan thông thường như kiếm bạch ngọc hay là những cái dòng mà các bạn có thể chơi hoa tết được nên là đó là cái đáp ứng cái đam mê của mình từ ngày xưa thôi tất nhiên là sau này thì về sự phát triển thì chắc chắn là mình cũng sẽ vẫn vào những cái dòng cao cấp hơn để cho cái khu vườn của mình thêm đa dạng Đấy. cực kỳ là đẹp và hôm nay mình cũng xin được chia sẻ giới thiệu với các bạn những cái bông hoa kiếm bạch ngọc nở tại vườn Đấy. lưu giữ tại đây để những năm tới vào đúng cái dịp này thì chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm về cái bông hoa này có thể về sau này nó sẽ, sẽ ít người chơi người, mọi người sẽ quên lãng đi nhưng mình mong rằng là cái facebook và cái trang kênh youtube của mình sẽ luôn luôn lưu giữ được những cái hình ảnh Đấy. và tất nhiên là bản thân mình thì phải giữ được những cái cây uh, uh, kiếm mình đơn thuần nhưng mà hoa nó rất là đẹp Đấy. vâng rất cảm ơn các bạn cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của vườn lan trường sơn mong rằng các bạn sẽ like và ủng hộ chia sẻ kênh của mình cho tất cả những anh em đam mê khác trên mọi khu vực mọi vùng miền mọi vùng đất nước để mong rằng là gắn kết cái niềm đam mê yêu thích hoa lan rừng trên mọi khu vực mọi miền của tổ quốc xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo